Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 0.6 token có nghĩa là Teddy nè. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tham gia chatbot mà. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè. Trên Twitter là bạn theo dõi nha bạn, các bạn mới đập lên nè. Tiếp tục follow Twitter kênh thứ hai của nó nè, xin người bô bạn theo dõi nha các bạn, mình đã theo dõi rồi, tiếp tục bạn tự quyết đây đó, các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho tự quyết nè, các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn, hoặc là 3 người bạn, rồi bạn mới đáp đó nè, các bạn join kênh chiller nè, join kênh group nè. Rồi bạn bắt đắp lên. Các bạn subscribe kênh YouTube nè. Rồi. Các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn join tiếp trên join tiếp kênh Chiller nè. Bắt đắp lên nè. Join tiếp kênh group nè. Rồi, các bạn bấm chat nè mà. Rồi sau đó bấm cho này drop nè. Rồi bạn bấm submit tên nè các bạn. Bạn bấm Don nè. Rồi các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhập ảnh avatar nè, nhập vào một hồ sơ nè, nhập vào ba gánh cùng nè, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, nhập cho bot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chuột của mình nha các bạn. Để cho bot. Rồi sau đó họ xem tiếp kênh Chiller này, nó không có bấm Don cơ mà. Tiếp tục submit link request nè. Thì còn mở tờ Twitter tất cả bạn gan các bạn. Rồi các bạn nhập ảnh avatar của mình nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn đã tờ Twitter nè. Rồi các bạn sao chép liên kết rồi là cho bot nè. Rồi sau đó bấm balance để check số cầm mình kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 0.6 token Teddy nè. Còn gì lên ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi nha.